Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 33, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 1 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn nói đến Thất Bồ Đề Phần. Trong Thất Bồ Đề Phần, phần thứ nhất là Trạch Pháp. Là Trạch Pháp Giác Phần. Tức là khéo phân biệt chân vọng tà chánh, thị phi thiện ác, không chọn lấy pháp hư ngụy. Trong phần này quan trọng nhất vẫn là nói chúng ta phải khéo tuyển chọn pháp môn. Trong phần này trên thực tế là việc không dễ. Thí như một vị đại phu trị bệnh không khác. Tòa thuốc này nhất định phải đúng với chứng bệnh. Hoàn toàn đúng chứng bệnh thì đích thật là thuốc đến bệnh trừ. Nếu muốn nắm chắc rõ ràng minh bạch căn tánh của tất cả chúng sanh, đích thật so với một vị đại phu khám bệnh còn phải khó khăn hơn nhiều. Cho nên việc này đích thật là chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu tột. Nếu chúng sanh gặp được một vị đại phu như Phật vậy thì không thành vấn đề. Đức Phật trong kinh thường nói Ngài là một vị đại y vương. Ngài có trí huệ viên mãn, thần thông viên mãn, đức năng viên mãn. Ngài có thể biết được đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ của mỗi một người. Điều này thì dễ độ chúng sanh. Cho nên Phật vì chúng sanh thuyết pháp. Chúng ta thường nhìn thấy ở trong kinh, bộ kinh này Phật chưa nói hết thì có không ít thính chúng đã khai ngộ chứng quả rồi. Hiện nay vì sao chúng ta nghe pháp không được khai ngộ? Đức Phật nắm được căn bệnh của anh chính xác. Ngài ứng cơ thuyết pháp. Sau khi Phật diệt độ, đời sau nhóm đệ tử này thật tại mà nói, một đời không bằng một đời. Chư Phật Bồ Tát vì sao không ứng hóa đến thế gian này? Thật tại mà nói, đích thật là có chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Hiện nay căn tánh của chúng sanh không bằng như xưa. Căn tánh của người thời xưa thâm hậu,
Cái lòng thành kính của người hiện nay khi đối người, đối sự, đối vật bây giờ không còn nữa. Đại sư Ấn Hoàng nói được rất hay: một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Lòng thành kính của người hiện nay chẳng còn nữa. Cho dù có Phật Bồ Tát đến giáo hóa, chúng ta cũng không được sự lợi ích, vì chẳng có lòng cung kính. Cho nên trách nhiệm vẫn là ở tại nơi chính chúng ta, không ở tại nơi Phật Bồ Tát. Trạch Pháp tức là chọn lựa Pháp. Hiện nay ở thời đại này, tự chúng ta không thể không lưu ý, tự mình nhất định phải biết trình độ của mình, phải biết căn tánh của mình, phải biết hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Ta học tập cái pháp môn này, ta y theo cái pháp môn này tu hành, phải đem chướng ngại giảm thiểu đến trình độ thấp nhất. Sự thành tựu tu học của chúng ta cũng là hy vọng càng ngày càng lớn. Không nên nghe kẻ khác nói pháp môn này tốt, pháp môn kia tốt. Thật ra tất cả pháp môn đều tốt, chẳng có một pháp môn nào mà không tốt. Vấn đề là có thích hợp cho ta tu học hay không, có thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt hiện nay của ta hay không. Điều này rất là quan trọng. Nếu tự chúng ta không có khả năng chọn lựa pháp môn, thì Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức giới thiệu cho chúng ta rất nhiều tư liệu tham khảo. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy cho chúng ta, chúng sanh ở thời kỳ mạt pháp nên chọn pháp môn tịnh độ. Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp, kinh luận của Tịnh Độ Tông rất ít. Bao gồm những vị tổ sư đời cận đại phụ thêm vào. Tổng cộng cũng chỉ có ngũ kinh nhất luận. Năm bộ kinh và một bộ luận này, bộ nào thích hợp cho chúng ta thì nên chọn một bộ thì đủ rồi. Chỉ học một bộ thì sẽ thành tựu. Khi đạt được sự lợi ích của Phật Pháp, cảm thấy khả năng của mình có thể học thêm một thứ hoặc hai thứ. Không nên xen tạp quá nhiều. Khi xen tạp quá nhiều thì tinh thần và tâm lực của chúng ta phân tán, rất khó có thể thành tựu. Một câu sau cùng này rất là quan trọng: không chọn lấy pháp hư ngụy. Ở trong pháp hư ngụy, đặc biệt là tà tri tà kiến, nó không phải là chánh pháp. Điểm này chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng.
Hai năm gần đây, đối với pháp môn Tịnh Tông, có rất nhiều người phản đối bản hội tập, nói bản hội tập này là ngụy kinh, tức là kinh giả. Kẻ nói lời này quả thật là trò đùa. Vì sao gọi là ngụy kinh? Ngụy kinh là tự mình bịa ra, ngụy tạo ra. Bản hội tập này không phải ngụy tạo ra, từng chữ từng câu của nó là có căn cứ, đều là do Phật thuyết ra. Tại sao lại nói nó là ngụy kinh? Nếu nói bản hội tập này đều là ngụy tạo ra, vậy thì ngụy kinh rất là nhiều. Hiện nay ở trong tất cả đạo tràng, dùng những quyển nghi thức lễ sám, kể cả quyển khóa tụng sớm tối cũng là bản hội tập, tất cả đều là ngụy kinh. Phật pháp truyền bá như vậy có hơn 2000 năm đều đã làm sai rồi sao? Làm gì có đạo lý này? Lời không thể tùy tiện mà nói. Lời nói là một môn đại học vấn. Khổng lão phu tử dạy học, ngôn ngữ là đệ nhị khoa, đức hạnh là đệ nhất khoa. Do đây có thể biết ngôn ngữ đích thật là rất quan trọng. Kiết hung quả phước, ngôn ngữ đã chiếm hết một phần lớn. Thiện ngôn thiện hành là vô lượng công đức. Nếu như là vọng ngữ lưỡng thiệt thì tội lỗi vô biên. Điều này không thể không cẩn thận, không thể không biết. Nếu nói bản hội tập là ngụy kinh thì là đã mắng chửi tất cả tổ sư đại đức rồi. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của Vương Long Thơ được thu nhập vào trong Long Tạng. Xưa kia kinh điển nếu được thu nhập vào trong Tạng Kinh thì phải trải qua sự thẩm tra của tất cả cao tăng đại đức đương thời, nhất định quả thật không sai thì mới được thu nhập vào Tạng Kinh. Những ý kiến thẩm sát này đệ trình cho nhà vua xem, được nhà vua phê chuẩn nhập tạng, cho nên nhập tạng là tiêu chuẩn tuyệt đối. Ngụy kinh làm sao có thể nhập tạng được chứ? Nếu nói bản hội tập này là ngụy kinh thì đã mắng chửi tất cả cao tăng đại đức, thẩm tra tất cả rồi sao? Thật là một lưới quét sạch. Nghĩ rằng nhận biết Phật pháp chỉ có một cá nhân anh, ngoại trừ cá nhân anh ra tất cả tổ sư đại đức đều mù hết rồi sao? Anh phải biết cái tội lỗi này rất là nặng. Vì không biết nhân quả đáng sợ. Phật Bồ Tát tha thứ cho anh, nhưng nhân quả sẽ không tha thứ cho anh. Phật Bồ Tát từ bi, vì tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Những người thật sự có học thức, có đức hạnh, khi nghe được những lời này, thấy được việc này thì chỉ cảm thán mà thôi.
Đáng tiếc cho anh chẳng có thân cận được chân chánh thiện tri thức, chẳng có người dạy bảo cho anh. Đích thật là tự mình đã sai lầm, người khác không có sai lầm. Rốt cuộc điều này ai đúng ai sai thì tự có người đời sau sẽ phân biệt, không ở ngay tại lúc đó. Lịch sử sẽ có suy đoán. Trong Thất Bồ Đề phần thứ hai là tinh tấn, tức là thường chuyên cần y theo chân pháp tu hành, không tu những khổ hạnh vô ích. Bảy phần này y theo trí huệ hiện tiền. Của huệ căn, huệ lực ở trong ngũ căn và ngũ lực. Nhưng anh phải biết ngũ căn và ngũ lực y theo cái gì? Là y theo phần trước: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Ba mươi bảy đạo phẩm này là có thứ tự, nếu không có phần trước thì nhất định không có phần sau. Ngày nay chúng ta chẳng có khả năng chọn pháp. Tại vì sao? Vì chẳng có trí huệ. Tại sao chẳng có trí huệ? Vì chẳng có tu ngũ căn ngũ lực. Vì sao tu không thành công ngũ căn ngũ lực? Vì phần trước có tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, chẳng có hạ công phu. Đó là nền tảng của nền tảng. Những người học đạo của thời cổ xưa, bất luận là tại gia hay xuất gia, khi gặp được chân thiện tri thức, gặp được thầy tốt, được thầy hết lòng chỉ dạy cho anh theo thứ tự học tập để bồi dưỡng anh, khiến anh được thành tựu. Khi trí huệ của anh chưa khai mở thì thầy giúp cho anh, đợi khi trí huệ của anh đã khai mở thì anh có khả năng chọn lựa pháp môn. Đến lúc đó thì tinh tấn, chuyên cần y theo chân pháp tu hành, chân pháp tịnh tông, tức là một câu Phật hiệu. Chư Phật Như Lai, cổ tánh thánh tiên hiền dạy cho chúng ta cái phương pháp này là trì danh niệm Phật, một trong bốn cách của pháp môn niệm Phật. Đời cận đại, Pháp sư Ấn Quang cực lực đề xướng và Hoằng Dương khuyến đạo chúng ta nên niệm Phật. Như lão Pháp sư Đế Nhàn dạy cho đồ đệ Thợ Vá Chảo, không tu những khổ hạnh vô ích. Phương pháp của Ngài rất hay, dạy cho đồ đệ niệm một câu A-di-đà Phật, niệm mệt rồi thì đi nghỉ ngơi rồi thì
thì tiếp tục niệm, khiến cho tinh thần và thân thể của anh đều chẳng có một tơ hào áp lực. Nhất định phải vạn duyên buông xuống. Ta đi đến thế gian này, quá khứ đã qua rồi, tuyệt đối không thể tìm lại được. Tương lai ta còn có thể sống được bao nhiêu năm? Thời gian so với cái gì nó quý báu hơn hết. Nếu thật sự đã giác ngộ thì thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Những việc thế gian và xuất thế gian cùng với ta không có liên quan. Ta chỉ một lần niệm Phật, còn sống một ngày thì niệm Phật một ngày, quyết định sẽ thành công. Niệm Phật không được vãng sanh, cái nguyên nhân ở tại đâu? Sớm nhất là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta. Phương pháp của Ngài Đại Thế Chí dạy cho chúng ta là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đô nhiếp lục căn là đem cái tâm thâu trở về, tức là vạn duyên buông xuống. Nhãn căn từ sắc trần thâu trở về, nhĩ căn từ thanh trần thâu trở về, lục căn không nên chạy theo cảnh giới bên ngoài, phải thâu trở về. Nhất tâm chuyên niệm là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Đồ nhiếp lục căn tức là Ngài Mạnh Tử đã nói: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm như dĩ. Đây là chân đại học vấn. Đem lục căn thâu trở về, không còn phan duyên cảnh giới lục trần bên ngoài thì đúng rồi. Đây gọi là nhất tâm chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu, không xen tạp, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Tức là tịnh niệm tương kế. Tịnh tức là không xen tạp, tương kế tức là không gián đoạn. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã nói chính cái chữ này cùng với Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là cùng một ý nghĩa. Trong tập Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có nói rằng: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Điều này rất dễ hiểu. Bí quyết của niệm Phật là ở tại chỗ này. Quả nhiên có thể làm được như vậy thì gọi là chân tinh tấn. Vãng người tu thì vãng người được vãng sanh. Không nên suy nghĩ lung tung, không nên có nhiều nghi vấn. Tôi thường hay khi gặp những vị đồng tu thừa thì họ hỏi tôi rằng: nghiệp chướng sâu nặng, cái dáng của nghiệp chướng sâu nặng ở tại đâu? Cái dáng của nghiệp chướng sâu nặng tức là nghi ngờ lo lắng quá nhiều, không thật thà, tâm của họ không thể an định. Nếu quả nhiên công phu đắc lực, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì họ tuyệt đối sẽ không đến tìm tôi. Vì sao họ không đến tìm tôi? Vì tôi không bằng họ.
Họ đến tìm tôi để làm gì? Họ lập tức sẽ đi làm Phật rồi. Tôi còn đi ở phía sau họ. Họ có tìm thì tìm ở phía trước. Họ tìm ở phía sau để làm gì? Họ có tìm thì nhất định phải tìm người cao minh hơn họ. Không thể tìm người không bằng họ. Quý vị phải hiểu được, người giảng kinh không bằng người niệm Phật. Công phu niệm Phật đắc lực. Chính như Lão Hòa Thượng Đế Nhàn đã nói, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là vị Pháp Sư giảng kinh. Anh hãy xem đồ đệ thợ bá chảo của Ngài lúc vãng sanh. Ngài tán thán đồ đệ của Ngài, Ngài nói cái gì? Ngài nói sự thành tựu của ngươi so với tất cả phương trưởng trụ trì Tòng Lâm, ngươi cao hơn họ nhiều. Tất cả thiện tri thức Hoằng Dương tông phái nghiên cứu giáo lý, những pháp sư này cũng không bằng ngươi. Lời nói này quả thật là không sai, bao gồm Ngài trong đó. Cái duyên tốt của đồ đệ thợ bá chảo là ông thật làm. Cái duyên của Pháp Sư Đế Nhàn thì không được như vậy. Anh muốn chuyên tâm niệm Phật thì có người đến thỉnh giáo, người kia đến thỉnh anh đi giảng kinh, anh chẳng có cách nào. Còn thợ bá chảo chẳng có ai biết ông ta, nhất định là chẳng có người đến tìm ông ta. Ông ta không biết chữ. Đây là cái duyên thù thắng của ông ta. Vì vậy chúng ta không thể không hiểu rõ, khi đã nổi danh rồi, tiếng tâm đã nổi rồi, có tốt hay không? Không tốt. Khi đã nổi tiếng thì chướng ngại càng nhiều, những người đến tìm anh càng nhiều. Những người đến tìm anh tức là họ đến làm quấy nhiễu anh, cũng là khiến cho công phu của anh gián đoạn, khiến cho anh có xen tạp, làm cho công phu của anh không được thuần nhất. Cho dù được vãng sanh nhưng phẩm vị vãng sanh của anh không cao. Nếu quý vị thật sự hiểu được đạo lý này, anh còn có đi tranh danh đoạt lợi hay không? Tranh danh đoạt lợi là tự mình tìm lấy cái rắc rối. Những điều này là anh phải có chân thật trí huệ thì mới có thể thấy rõ được. Nếu quý vị chẳng có chân thật trí huệ thì không được. Người thế gian đều nghĩ rằng danh lợi là hữu ích, người tu đạo đối với danh lợi là chướng ngại, là đại chướng ngại, làm chướng ngại anh tinh tấn. Cho nên cái phương pháp này của Lão Pháp Sư Đế Nhàn là vô cùng đáng được chọn lấy. Năm xưa tôi ở bên Mỹ, rất nhiều đạo tràng, tôi cũng khuyên mọi người dùng cái phương pháp này. Họ bảo với tôi rằng phương pháp này rất hay, cùng ở chung với nhau tu hành. Tuy rằng cùng ở chung với nhau tu hành, nhưng cách tu của mỗi một người khác nhau. Chỉ có âm thanh và âm điệu niệm Phật là thống nhất. Những thứ khác đều tùy theo ý mình. Ngôi niệm Phật đường này chia thành ba khu. Ở chính giữa thờ Phật là nơi chuyên để lại Phật, tức là khu lại Phật. Ở hai bên niệm Phật đường có vách tường là khu tịnh tọa. Ở giữa khu lại Phật và khu tịnh tọa là khu nhiễu Phật, tức là đi kinh hành. Anh ưa thích đi kinh hành thì anh đi kinh hành theo lối này.
anh đi khinh hành mệt rồi thì anh có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Anh có thể quay mặt vào vách, im lặng. Quay mặt vào vách thì anh ngồi xuống. Chỉ có người đi kinh hành niệm Phật ra tiếng. Những người ngồi xuống im lặng không niệm ra tiếng thì chỉ mặc niệm hoặc là kim cang trì, tức là khẩu động không niệm ra tiếng, dưỡng thần, khôi phục thể lực. Lại Phật không niệm ra tiếng, nghe tay nghe tiếng Phật hiệu hoặc là một câu Phật hiệu lễ một lại, hoặc là hai câu Phật hiệu lễ một lại. Cách lại Phật mau hay chậm là điều theo ý của mình. Cái phương pháp này so với những phương pháp gì nó cũng hay hơn cả. Đích thật là già trẻ đều thích hợp. Những người già thể lực kém, tốc độ lại Phật rất chậm. Người trẻ tuổi lại Phật rất mau. Nếu anh muốn đánh khấn đồng thời lại xuống cũng đồng thời đứng dậy, cũng có lúc những người lớn tuổi theo không kịp thì họ sanh ra phiền não. Cho nên chúng ta không đánh khấn. Mỗi người lại Phật theo ý của mình, tất cả đều chẳng có áp lực, đều được hoan hỷ. Rất là thích hợp với xã hội hiện nay. Tu theo cách này, tức là không tu những khổ hạnh vô ích. Nhưng cách tu khổ hạnh đối với chúng ta mà nói thật chẳng có lợi ích. Chúng ta không nên chọn lấy. Phần thứ ba là hỷ giác phần, tức là y theo pháp chân thật được pháp hỷ, không y theo pháp điên đảo mà được vui, thì gọi là chân pháp hỷ. Là khi anh tu học công phu đắc lực, cái pháp hỷ này là từ trong nội tâm của anh lưu lộ ra ngoài. Pháp điên đảo mà được vui là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho sự kích thích ở bên ngoài. Tức là sự vui sướng ngũ dục lục trần của người thế gian. Những nơi như phòng trà, vũ trường, ăn chơi vui sướng của người thế gian, khi tôi vào khoảng năm 20 tuổi, lúc bấy giờ vừa rời khỏi nhà trường, tôi đã từng ở tại Thượng Hải 4 tháng. Ban đêm, những bạn trẻ thường hay cùng nhau đi đến phòng trà vũ trường. Ở trong phòng trà vũ trường, tức là pháp điên đảo mà được vui. Ở những nơi ấy, có chỗ ca vũ, có chỗ xem hí kịch. Ở những nơi ấy đều là y theo pháp điên đảo mà được vui. Y theo pháp chân thật được pháp hỷ, tức là y theo lời dạy bảo của thánh hiền mà tu hành. Y theo tu hành thì có được pháp hỷ. Khi công phu đắc lực thì có pháp hỷ. Được định, được khai trí huệ,
hết lòng nghiên cứu kinh giáo cũng có thể pháp hỷ. Khi khế nhập cảnh giới thì được pháp hỷ sung mãn. Người thánh hiền thế gian khi đọc sách của thánh hiền thế gian mà khế nhập cảnh giới, Khổng Lão Phu Tử nói rằng: học như thời tập nhi, tập chi bất diệt duyệt hồ, tức là họ y theo chánh pháp tu tập mà sanh ra hỷ duyệt. Cái vui sướng ở trong thất giác gì không phải là cái vui sướng của người thông thường chúng ta, không phải cái ý nghĩa này. Cái vui sướng đó không thể gọi là giác tri, cùng với bồ đề không có liên quan, không tương ưng, nhất định phải dùng, phải cùng với giới định huệ tương ưng mới gọi là pháp hỷ. Phần thứ tư là trừ giác tri. Trừ là đoạn trừ, đoạn trừ tất cả tri kiến phiền não, không tổn hại đến thiện căn chân chính. Điều này phải hiểu được. Làm thế nào đoạn trừ hết phiền não mà không tổn hại đến thiện căn chân chính? Ở phần này quý vị nhất định phải hiểu được. Ở trong kinh luận Đức Phật nói được rất nhiều rất nhiều, chúng ta đã nghe được quen tai: phiền não tức bồ đề. Phật nói thất bồ đề phần, phiền não tức là bồ đề. Nếu phiền não đã đoạn hết thì bồ đề cũng đoạn luôn hay sao? Vậy thì thiện căn của anh đã tổn hại, đoạn trừ tất cả tà kiến phiền não, đoạn hết tất cả tà kiến mà không tổn hại đến chân chánh thiện căn, như vậy là thế nào? Tức là chuyển phiền não thành bồ đề, phiền não không còn nữa thì phiền não trở thành bồ đề. Đó là việc như vậy. Phải chuyển như thế nào? Ở bên trong là có giác và mê. Khi đã mê thì là phiền não, sau khi đã giác ngộ thì là bồ đề. Chúng tôi cử ra một thí dụ để dễ dàng được thể hội. Hầu như mỗi một vị đồng tu trong một đời cũng đã gặp qua. Khi bị người khác có ý hay vô ý hủy báng anh, anh nghe rồi thì trong lòng nổi giận, liền sanh ra phiền não. Họ hủy báng anh đã tiếp nhận, thì trong tâm của anh sanh ra sân hận, còn phải nghĩ phương pháp để báo thù. Như vậy thì đã sanh phiền não. Nếu như anh giác ngộ thì anh không để ý tới nó. Cho dù họ có hủy báng nặng nề mà trong tâm anh vẫn niệm A Di Đà Phật, tôi thường nói anh nên cảm ơn họ. Tại vì sao? Vì họ giúp anh tiêu nghiệp chướng. Như vậy phiền não của anh chẳng còn nữa, thì bồ đề khởi sanh ra. Những thí dụ như vậy, một niệm giác và mê, một niệm giác thì phiền não chuyển thành bồ đề. Một tai họa nghiêm trọng nhất, như trong kinh Phật nói đến, nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Đây là một tai họa nghiêm trọng nhất. Đó mới thật là oan ức. Nhẫn nhục tiên nhân một tí lỗi lầm cũng không có. Vì sao vua Ca Lợi nổi giận như vậy?
Vì sao trong lòng vua Ca Lợi sân hận lớn như vậy, đem nhẫn nhục tiên nhân xử tử? Câu chuyện cổ tích này, có ghi chép ở trong kinh Đại Niết Bàn rất tường tận. Trong kinh Kim Cang chỉ là dẫn chứng một đoạn, chẳng có nói tường tận. Trong kinh nói rằng một hôm vua Ca Lợi dẫn theo đám văn võ đại thần và quyến thuộc ở trong cung đi săn bắn. Là một ngày rất đáng được vui mừng, cũng là một việc rất phấn khởi. Vua Ca Lợi dẫn theo đám cung nữ. Đám cung nữ này gặp được nhẫn nhục tiên nhân. Họ nhìn thấy vị tiên này ở trong rừng núi tu đạo khổ hạnh. Họ rất là hiếu kỳ, bèn đi đến chào hỏi ngài. Vị nhẫn nhục tiên nhân liền vì đám cung nữ này thuyết pháp. Họ nghe được pháp vô lừa, vô cùng hoan hỷ. Khi ấy vua Ca Lợi đã nhìn thấy dĩ nhiên là ở trong đám đại thần cũng có quan gia đối đầu, nói rằng người tu hành này là giả mạo, không phải là chân tu. Ông ta trêu gẹo cung nữ. Nhà vua nghe xong rất tức giận, hạ lệnh xử tử, dùng hình phạt lăn trì xử tử. Thật là oan ức quá, rất là sỉ nhục. Nhưng nhẫn nhục tiên nhân ngài giác mà không mê, chẳng những ngài không giận nhà vua, trong tâm của ngài chẳng có một tí oán hận. Đây là nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Trong tâm của ngài chẳng có một tí tơ hào báo thù. Đây là trì giới ba la mật viên mãn. Ngài còn cảm tạ vua Ca Lợi, phát nguyện trong tương lai khi ta thành Phật sẽ độ người trước. Đây tức là đoạn trừ tất cả tà kiến phiền não, thành tựu vô thượng Bồ Đề. Chẳng những không tổn hại thiện căn, vẫn được thành tựu vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phải ghi nhớ, thường hay gặp nghịch cảnh ác duyên, khi quý vị đã gặp, hãy nên suy nghĩ đây là Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, dạy cho chúng ta khi gặp nghịch cảnh phải đối xử như thế nào, phải đối xử ác duyên như thế nào, phải học theo, trí huệ cao độ của Phật Bồ Tát, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Phần thứ năm là xả giác chi, tức là lìa bỏ những cảnh vật ưa thích, vĩnh viễn không nhớ đến nữa. Hai phần trừ và xả. Trừ là đối nội, trong tâm của ta có sân hận, báo thù, đây là phiền não của nội tâm. Xả là đối ngoại, thuộc cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới ngũ dục lục trần ở bên ngoài thường hay dụ dỗ quý vị. Quý vị thấy được, đã nghe được, không nên chấp tướng. Cái tướng cảnh giới đó quý vị không nên chấp tướng. Mắt thấy tai nghe, những việc gì, cảnh giới gì đã qua rồi, tuyệt đối không nên nhớ đến nó nữa. Nếu anh mỗi lần đều nhớ đến, thì ở trong A Lại Gia Thức thêm một chủng tử, thì gọi là tạo nghiệp. Khẩu không tạo nghiệp, thân cũng không tạo nghiệp, nhưng ý đang tạo nghiệp.
phải luôn luôn ghi nhớ trong kinh dạy phàm sự tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh. Những lời này là chân tướng sự thật Đức Phật nói cho quý vị biết. Kẻ phàm phu rất khó giác ngộ, rất khó liễu giải. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm, đích thật là muôn ngàn lời dạy. Ngài không ngừng lặp đi lặp lại những chỗ quan trọng chúng ta đã nghe quen tai nhưng không biết dùng. Khi cảnh giới hiện tiền thì lập tức bị mê liền. Làm sao biết được bị mê? Là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nổi dậy, cho nên không biết dùng. Hiện nay khoa học gia dùng phương pháp khoa học cũng không được dễ dàng, phải dùng số học cao sâu mà suy đoán, rồi thì từ từ đối với trong kinh Phật nói chư pháp thật tướng mới dần dần hiểu được một tí. Mới dần dần hiểu được một tí. Thí dụ như Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh. Những câu này mọi người đều nghe rất thuộc, là ở trong kinh Kim Cang. Hiện nay khoa học gia đã phát hiện. Trước kia cư sĩ Trung Mậu Sâm đã từng ở đây giảng qua. Giảng về thời gian và không gian. Ở dưới một điều kiện nào đó thì thời gian và không gian không còn nữa. Trong kinh Đại Thừa thường nói vô lượng kiếp là thời gian dài, một sát na là thời gian ngắn. Vô lượng kiếp có thể cô đọng thành một sát na, một sát na có thể triển khai thành vô lượng kiếp. Thời gian không còn nữa. Tha phương cõi Phật, khoảng cách xa xôi, nhưng như trong kinh Di Đà nói, khoảng cách giữa ta bà và cực lạc thế giới là có 10 vạn ức cõi Phật. Nếu ở một cảnh giới nào đó, chúng ta ngồi ở tại đây, A Di Đà Phật ở tại đâu? Là ở ngay trước mặt chúng ta. A Di Đà Phật chẳng có đến, chúng ta cũng chẳng có đi. Chúng ta ở tại, ở ngay tại trước mặt. Đây là xa gần chẳng còn nữa, không gian chẳng còn nữa. Hiện nay dùng số học đã suy đoán đến đến dưới một điều kiện nào đó thì chẳng có không gian, chẳng có xa gần, chẳng có quá khứ hiện tại vị lai, cũng chẳng có thời gian. Trong kinh Phật nói điều này, khoa học gia cũng gật đầu, có thể tin tưởng. Nói đến nguồn gốc của vũ trụ, khoa học gia cũng dần dần phát hiện, như trong kinh Phật đã nói là nhất thời đốn hiện. Sát na không ngừng. Dần dần khoa học cũng đã chứng minh những việc này.
Tuy rằng họ đã chứng minh là trên lý luận đã chứng minh chẳng có thành vấn đề, có lẽ sẽ có sự việc này vì họ không thể nhập vào cảnh giới này. Cảnh giới này ở trong kinh luận nói rằng là thuộc về định lực thâm sâu. Có định lực thâm sâu thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta cả thể đều đã đoạn trừ. Chân tướng của vũ trụ thì rõ ràng minh bạch. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói chân tướng sự thật là cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Cảnh giới giải thoát tức là đại tự tại, là đại tự tại không thể nghĩ bàn, chẳng có xa gần, chẳng có quá khứ vị lai, chẳng có sanh diệt. Tức là không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác. Trong Trung Quán Luận nói bát bất tức là tám không, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, là cảnh giới của Nhất Chân Pháp Giới. Nhất Chân Pháp Giới và Thập Pháp Giới là một, chẳng phải hai. Quá là kỳ diệu. Một niệm giác thì cái thế giới này trở thành Nhất Chân Pháp Giới. Một niệm mê thì cái thế giới này là ngũ trược ác thế. Cho nên thế giới chẳng có giác mê, thế giới chẳng có nhiễm tịnh. Giác mê và nhiễm tịnh là ở trong tâm của anh. Cho nên xả, xả tức là chúng tôi thường nói buông xuống. Buông xuống vạn duyên, buông xuống thân tâm thế giới. Quan trọng nhất là phải buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tại vì sao? Cảnh giới bên ngoài không có chướng ngại là lý sự vô ngại, sự vô ngại. Xảy ra sự chướng ngại là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Do đây có thể biết sự chướng ngại không ở cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài không chướng ngại. Kẻ phàm phu chúng ta đã làm sai, đều nghĩ rằng sự chướng ngại là do ở bên ngoài. Phật bảo với chúng ta rằng cảnh giới ở bên ngoài chẳng có chướng ngại. Phần thứ sáu là định giác phần, tức là khi đã được những cảnh giới thiền định mà không sanh lòng ưa thích nó. Một câu phía sau rất là quan trọng. Cảnh giới của thiền định là vô cùng khoái lạc, là thuyền diệt vi thực. Cho nên những người được thiền định, công phu của họ thường thường không thể nâng cao thêm, vì tâm của họ tham thức cảnh giới trong thiền định. Những người được tứ thiền bát định sẽ là như vậy đó. Họ không ra khỏi lục đạo luân hồi vì tham trước mùi vị thiền định. Mùi vị đó tức là pháp vị. Pháp vị ở trong thiền định họ đã chấp trước, họ đã tham trước, họ không chịu xả bỏ. Ở trong Phật Pháp chúng ta thường nói là chấp tướng. Chấp tướng thì sanh ra tham ái. Tham ái là do vọng tưởng. Cho nên chỗ này đặc biệt là đánh thức cho chúng ta, anh phải có trí huệ cao độ. Ở trong cảnh thiền định, bất luận là cảnh giới như thế nào, anh có thể hưởng thụ nhưng anh không thể chấp trước.
Như vậy thì đúng rồi, một tí phản ứng phụ cũng không có. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta cũng là như vậy. Cảnh giới thiền định này anh có thể hưởng thụ, nhưng anh không thể chấp trước nó. Nếu anh, trong tâm của anh đã khởi lên phân biệt chấp trước thì là sai rồi, thì là phiền não sẽ đến với anh. Phần thứ bảy là niệm giác chi. Niệm giác chi tức là định huệ điều bình đẳng. Nếu như định vượt hơn huệ thì sanh ra hôn trầm, huệ vượt hơn định thì sanh ra trạo cử. Trạo cử tức là trong tâm nổi dậy rất nhiều vọng tưởng, hiện tượng nổi dậy rất nhiều vọng niệm là huệ nhiều định ít. Hôn trầm là định nhiều huệ ít. Cho nên phải thường bảo trì định huệ điều bình đẳng. Đây đều là thuộc về trí huệ. Thôi bây giờ thời gian đã đến,